Trận đấu giữa đội tuyển Maroc và Croatia có ý nghĩa quyết định cho tấm vé đi tiếp của cả hai đội tuyển ở World Cup 2022. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Tin bóng đá, nơi cập nhật thông tin bóng đá mới hấp dẫn và uy tín. Mong các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng những lượt like, lượt chia sẻ video cũng như đăng ký cho kênh. Còn bây giờ hãy đến với những nhận định bóng đá cho trận đấu giữa đội tuyển Maroc và đội tuyển Croatia diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 11. Bảng F World Cup 2022 gồm 4 đội tuyển Bỉ, Maroc, Canada và Croatia. Trong đó, giới chuyên môn nhận định một tấm vé đi thẳng vào vòng loại trực tiếp gần như nằm chắc trong tay đội tuyển Bỉ. Tấm vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Maroc, Canada và Croatia. Nói như vậy để thấy trận đấu giữa đội tuyển Maroc và đội tuyển Croatia chính là trận chung kết ở bảng C nhằm tìm ra tấm vé thứ hai ở bảng F lọt vào vòng thứ hai World Cup 2022. Theo đánh giá, đội nào có chiến thắng trận đấu giữa đội tuyển Maroc và đội tuyển Croatia sẽ nắm chắc 70% tấm vé đi tiếp. Xét về chất lượng đội hình, đội tuyển Croatia được đánh giá cao hơn đội tuyển Maroc. Thực tế tại châu Âu, đội tuyển Croatia đã yếu đi nhiều so với World Cup 2018. Nguyên nhân là do các cầu thủ trụ cột của họ đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Mặc dù vậy, đội tuyển Croatia vẫn được đánh giá cao hơn đại diện đến từ châu Phi, đội tuyển Maroc. Tuy nhiên, không dễ để đội tuyển Croatia có chiến thắng trước đội tuyển Maroc, nên nhớ đại diện châu Phi có lợi thế về thể lực. Đây là điểm yếu của đội tuyển Croatia khi đội hình của họ tham dự World Cup có phần già nua. Về phía đội tuyển Maroc, họ nổi lên ở bóng đá châu Phi trong năm gần đây. Tuy nhiên, ở sân chơi World Cup, thành tích của Maroc cũng khá khiêm tốn so với Croatia. Đội tuyển Maroc có 6 lần tham dự World Cup, thành tích tốt nhất của họ lọt vào vòng 2. Trong khi đó, đội tuyển Croatia có 6 lần tham dự World Cup, nhưng họ từng giành ngôi Á quân và vị trí thứ 3. Nên nhớ, Luka Modric và các đồng đội bước vào World Cup 2022 với tư cách là Á quân thế giới. Trận đấu giữa đội tuyển Maroc và đội tuyển Croatia diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 23 tháng 11. Theo bạn, giữa đội tuyển Maroc và đội tuyển Croatia, đội bóng nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến, nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ Tin bóng đá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.